Trong bài này, đối với chữ sáng tạo, chúng ta thấy rằng các nét sáng tạo đang rất rối và không được theo một quy tắc. Các bạn lưu ý, hầu hết tất cả các nét sáng tạo nó đều tạo theo những hình oval. Và trong cùng một nhóm chữ, các nét sáng tạo sẽ giống nhau. Ví dụ ở đây là nhóm chữ cờ và chữ g. Khi chúng ta viết chữ cờ có một nét cong xoắn như thế này, thì chữ g mình cũng phải viết như vậy. Nó sẽ tuân thủ được quy tắc của việc viết chữ sáng tạo. Mình nên sáng tạo theo một chiều hướng và để thành những nét cong thì nó sẽ đẹp hơn. Cũng giống như là việc nếu như trong quá trình đường đi của mình, nếu nhiều khúc cua tay áo quá thì mình rất khó đi. Cho nên là các bạn sẽ lưu ý điều này. Giả sử mình viết lại chữ N này, cũng như bạn viết thôi, nhưng mình sẽ thay đổi đi một tí, tức là làm sao cho cái chiều hướng nét đi của mình nó sẽ mềm mại hơn. Chữ G cũng vậy, chữ D này, vòng xuống mình sẽ được những cái nét chữ sáng tạo.